Nguyễn Hà rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Sống với biển. Thưa quý vị và các bạn, đúng như tên gọi, chương trình ngày hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những vấn đề, những sự kiện mới nhất, nóng nhất và sinh động nhất đã và đang diễn ra trong không gian của biển cả. Và ngay bây giờ, chương trình xin được bắt đầu bằng những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật trong tuần qua. Khởi công cầu Hàn và cầu Đăng là sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân thành phố Cảng trong tuần qua. Đây là hai cây cầu quan trọng nối giữa hai huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo với nội thành Hải Phòng, đồng thời nối liền các tuyến đường 351, 352, 354, 402 với quốc lộ 37 và quốc lộ 10 đi tỉnh Thái Bình. Song song với đó, thành phố cũng sẽ triển khai việc nâng cấp, cải tạo, mở rộng tuyến đường hai đầu các cây cầu, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm nay. Sau khi đưa vào hoạt động, hai cầu này không thu phí. Tính đến thời điểm này, Hải Phòng có tổng số 44 tàu được đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, bao gồm 36 tàu khai thác và 8 tàu dịch vụ hậu cần thủy sản. Theo quy định, mỗi tàu cá đóng mới có giá thành khoảng 15 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ cho vay 70%, ngư dân sẽ phải hoàn trả trong vòng 10 năm. Được biết, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn đang tham mưu thành phố đề xuất Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn bổ sung chỉ tiêu gần 30 tàu cho Hải Phòng trong năm 2017. Theo bầu chọn của Turopia, đồng cỏ Serengeti của châu Phi, quần đảo Galapagos ở Ecuador, sông Amazon ở Nam Mỹ, vịnh Hạ Long của Việt Nam là một trong 10 kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất thế giới. Đến năm 2050, các sinh vật biển sẽ có nguy cơ tử vong do nuốt phải rác thải nhựa không thể phân hủy. Đây là kết quả nghiên cứu của các chuyên gia người Anh. Do lượng rác thải nhựa đổ ra biển ngày càng nhiều hơn số lượng cá của tất cả đại dương cộng lại. Ngoài ra, nếu tiêu thụ hải sản có chứa các hạt nhựa siêu vi thì điều đó sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho sức khỏe con người. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 3 tháng 1 năm 2017, Hải Phòng là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện luật phí và lệ phí cảng biển. Đây là sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và công văn của Bộ Tài chính về việc sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng, khu vực các cửa khẩu. Vậy sau một thời gian ngắn triển khai, kết quả thu phí này đạt được ra sao? Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình. Đây là điểm thu phí số 2 tại số 1 đường Lê Thánh Tông, quận Ngô Quyền. Trung bình mỗi ngày có khoảng hơn 100 doanh nghiệp đến nộp phí. Đối tượng chủ yếu là các doanh nghiệp có hàng tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu. Thời gian xuống đây là một bộ, chỉ trong một phút là xong một bộ thôi, rất nhanh hơn so với trước. Trước cứ viết tay thì là về tầm 5 phút, giờ chỉ dưới một phút là xong một bộ rồi. Điều dễ nhận thấy ở các điểm thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng khu vực cảng biển tại Hải Phòng, đó là thái độ làm việc của các cán bộ, nhân viên nhiệt tình, chu đáo. Từ chỗ làm thủ công, đến nay các hồ sơ thủ tục đều được mã hóa, giảm đáng kể thời gian làm thủ tục khi doanh nghiệp đến kê khai, nộp phí. Hiện tại các điểm đang dần hoàn thiện phần mềm quản lý thu phí và có thể kết nối trực tiếp với 14 điểm thu phí trong toàn hệ thống. Các doanh nghiệp chỉ cần vào đường link có tên miền quảnlythuphí.haiphong.gov để tự kê khai, hoàn thiện thủ tục để nộp phí mà không mất thời gian chờ đợi và không ảnh hưởng tới tiến độ giao nhận hàng hóa. Bên cạnh đó, quận Hải An phối hợp với Sở Tài chính hoàn thành việc cấp mã tờ khai của các doanh nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp có thể tự kê khai tại đơn vị mà không phải đến các điểm thu phí để kê khai như trước. Tiên thì còn viết tay, nhưng mà sau một thời gian thì đã có phần mềm làm, thì trong quá trình làm nó nhanh hơn, thủ tục nó không bị ùn tắc lại nữa. Tức là rút ngắn thời gian cho doanh nghiệp. Có thể thấy, tinh thần nghiêm túc của thành phố Hải Phòng trong thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã được hiện thực hóa, đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Mục tiêu của việc thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố là để đầu tư hạ tầng cảng biển, phục vụ chính lợi ích của các doanh nghiệp. Trong điều kiện thành phố còn nhiều khó khăn, thì sự chung sức của doanh nghiệp với thành phố thông qua các chủ trương có tính pháp lý là hết sức cần thiết để Hải Phòng tái đầu tư cơ sở hạ tầng cảng biển. Đã biến cái tiềm năng của cảng Hải Phòng trở thành một cái nguồn lực thực tế để xây dựng thành phố. Khi mà sản lượng hàng hóa mà càng tăng cao thì cái nguồn thu của chúng ta càng lớn. Chính cái nguồn lực này đã giúp chúng ta để chúng ta xây dựng thành phố. Thì theo cái số liệu thống kê dự kiến năm nay khoảng cỡ 2.000 tỷ. Cả
tạm nhập tái xuất, cả xuất nhập khẩu. Và 2.000 tỷ thì chúng ta đầu tư xây dựng cho thành phố chúng ta có thể nói là được rất nhiều việc, rất nhiều công trình. Công tác thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố đã và đang mang lại kết quả rất đáng ghi nhận. Do được tuyên truyền kịp thời, các doanh nghiệp nghiêm túc chấp hành các quy định về nộp phí. Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo để việc thu phí đảm bảo thuận lợi, tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi sẽ trở lại những diễn biến xung quanh nội dung này trong những chương trình kế tiếp. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với không khí Đồ Sơn vào mùa du lịch qua sự trải nghiệm của phóng viên Mai Phong. Đồ Sơn là bán đảo nhỏ được tạo bởi dãy núi Rồng vươn dài ra biển 5 km, kéo dài từ cửa Lạch Tray đến cửa Văn Úc. Từ lâu, Đồ Sơn được biết đến là điểm du lịch nghỉ mát lý tưởng, giữ một vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng. Bước vào mùa du lịch hè 2017, Đồ Sơn có một diện mạo mới cùng cảnh quan và sản phẩm du lịch có nhiều đổi thay tích cực. Được thiên nhiên ban tặng cho những thắng cảnh đẹp, một bờ biển thơ mộng, sơn thủy hữu tình. Phát huy những lợi thế này thì thành phố Hải Phòng qua từng năm cũng đã đầu tư xây dựng để Đồ Sơn trở thành một điểm du lịch hấp dẫn của thành phố. Và như quý vị và các bạn cũng có thể thấy rằng Đồ Sơn ngày hôm nay đã thực sự chuyển mình và trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn của cả nước. Mùa du lịch 2017, Đồ Sơn có nhiều hoạt động được nâng tầm cả về chất lượng và quy mô tổ chức. Hiện nơi đây có 4 loại hình du lịch, gồm du lịch hội thảo, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tắm biển và du lịch tâm linh. Với những địa điểm nổi tiếng như sân golf Đồ Sơn đẹp nhất miền Bắc, khu du lịch quốc tế Hòn Dấu với du lịch sinh thái biển, khách sạn, nhà hàng cao cấp. Điểm nhấn không thể thiếu của du lịch nơi đây đó là liên hoan du lịch Đồ Sơn điểm hẹn du lịch 2017, cùng nhiều chương trình nghệ thuật thể thao sôi động được khai mạc và tổ chức đúng vào dịp 30 tháng 4 vừa qua. Đó là các hoạt động văn hóa thể thao như đua thuyền rồng, bóng chuyền bãi biển, thực sự tạo không khí sôi động, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Tôi đã sống ở Việt Nam nhiều năm nay, nên tôi thấy lễ hội Đồ Sơn năm nay quy mô hoành tráng hơn mọi năm. Lễ hội du lịch của các bạn rất đông người, sôi động và náo nhiệt. Năm nào cũng vậy, tôi đều dành thời gian để tham dự các lễ hội du lịch biển ở Việt Nam. Để chuẩn bị cho mùa du lịch ấn tượng, thành phố Hải Phòng và quận Đồ Sơn kêu gọi nhà đầu tư chú trọng chỉnh trang, nâng cấp các công trình phục vụ du lịch. Cùng với đó tạo cơ chế thông thoáng, chào đón các đơn vị lữ hành đến với Đồ Sơn. Những việc làm thiết thực đó để lại ấn tượng thiện cảm trong lòng người dân, du khách, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Đồ Sơn, du lịch Hải Phòng và hứa hẹn sự khởi đầu về một mùa du lịch hè sôi động, ấn tượng, thân thiện và an toàn. Chỉ tính riêng trong 2 ngày, 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua, Đồ Sơn đón gần 4.000 lượt khách. Năm nay chúng tôi sẽ đầu tư đưa vào khai thác những cái điểm du lịch mới, là những cái điểm du lịch lịch sử, rồi văn hóa, tâm linh như suối Rồng, đình Ngọc, tháp Thường Long, cái ngôi tháp cổ 1.000 tuổi chúng tôi đã sẽ khánh thành trong cái dịp này, và cái khu Giang Nam Thắng Cảnh Đảo Giáo và cả một cái chuỗi du lịch như Bến Nghiêng, rồi Bến Tàu Không Số, rồi nhà Bảo Đại để giúp cho du khách để tìm hiểu thêm về miền đất con người Đồ Sơn Hải Phòng. Tương lai với đảo Hoa Phượng, hòn đảo nhân tạo đầu tiên của Việt Nam, khu phức hợp dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự sinh thái cao cấp FLC Đồ Sơn tầm cỡ quốc tế sẽ là những dự án hứa hẹn mang đến cho địa danh này một không gian du lịch xanh, hiện đại và hấp dẫn du khách bốn phương. Quý vị và các bạn thân mến, mùa du lịch Đồ Sơn của thành phố Hải Phòng đã sôi động rồi thưa quý vị và các bạn. Rất nhiều hoạt động thú vị đang chờ đón du khách phương xa. Và hãy về với Đồ Sơn, về với thành phố Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ của chúng tôi để cùng thưởng ngoạn mảnh đất và con người nơi đây. Tiếng ve gọi hè về phố, phố nơi phố.
tiếng tàu bè tấp nập vào ra, tình người đất cảng mặn nồng yêu thương. Mùa hè về trên thành phố cảng, vương nở bừng cả năm cỡ, đào hoa phượng lung linh trước biển, oai hùng trang sử trên bạch đằng giang. Mùa hè về trên thành phố cảng, hoa lửa cháy khát những ước mơ, bạn bè muôn phương về đây hồi ngộ, ngắm Hải Phòng rừng đó phương bay. Khi ánh nắng hè bắt đầu rực rỡ, phố cảng đẹp hơn trong sắc phương đỏ, hồ tam bạc xanh được thay áo mới, vương vương phố dù bóng xoay gương, bóng xoay gương. Là sao tiếng về gọi hè về phố, phố nơi phố đó thắm sắc phượng, cửa biển tàu bè tấp nập vào ra, tình người đất cảng mặn nồng yêu thương. Mùa hè về trên thành phố cảng, phượng nở bừng cả năm cỡ, đào hoa phượng lung linh trước biển, oai hùng trang sử trên bạch đằng giang. Mùa hè về trên thành phố cảng, hoa lửa cháy khát những ước mơ, bạn bè muôn phương về đây hồi ngộ, ngắm Hải Phòng rừng đó phương bay. Vâng, thưa quý vị, phần cuối chương trình là mục sắc màu biển cả với câu chuyện thú vị câu cá ở nhà giàn JK1. Sống ở nhà giàn JK1 giữa biển, buồng cầu bắt cá đại dương là một nét sinh hoạt thường ngày khoáng đạt thơ mộng của chiến sĩ hải quân. Cá không thiếu, chỉ có điều cách câu cá lại yêu cầu những kỹ thuật riêng, bởi có những loài cá ở đây còn to và nặng hơn cả những người lính biển. Câu nổi là thả mồi từ độ sâu 7 đến 10 mét trở lên mặt nước, còn câu đáy là dùng những chì gắn sát lưỡi câu để đưa mồi xuống sát đáy biển mấy chục mét. Cá ăn nổi thường là cá thu, ngừ đại dương, còn cá ăn đáy gồm nhiều loại, cá sọ dừa, cá mú, chép biển, vân vân. Trên nhà giàn có khi câu được những chú cá từ 30-40 kg đến cả tạ. Theo các tay sát cá ở JK1, khó nhất là dìu cá vào sát nhà giàn. Sợi cước câu phải được buông vừa phải, dài quá cá lớn sẽ quẫy lên giật đứt, còn nếu giữ căng quá cước cắt đứt tay người câu. Trải nghiệm thú vui câu cá tại nhà giàn là niềm vui của bộ đội cũng như những người được chứng kiến. Từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 5, khu vực Vịnh Bắc Bộ xuất hiện vùng thấp nóng phía Tây. Sau suy yếu, gây ra mưa vài nơi, sau có mưa rải rác. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió cấp 3 đến cấp 5, biển động nhẹ, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m. Vâng, những thông tin thời tiết vừa rồi đã khép lại chương trình Sống với Biển của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Mọi thông tin chi tiết, góp ý xin được gửi về địa chỉ email sống với biển thp@gmail.com.